Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài tập đọc thư pháp dành cho trình độ sơ cấp. Có nội dung là Comment vas-tu? Tức là hai người bạn hỏi thăm nhau, bạn có khỏe không? Và trong khi tập đọc, chúng ta để ý các cái chỗ mà tôi ghi màu vàng, tức là chúng ta cần phải đọc là âm mũi, rồi các cái chỗ mà để có cái gạch nối, chúng ta phải đọc nối, bởi vì đây là những cái nối bắt buộc. Và thỉnh thoảng có những ký tự tôi ghi màu đỏ, đó là những ký tự không được phát âm. Comment vas-tu? Khi hai người bạn nói chuyện với nhau thì người ta dùng ngôi thứ hai số ít. Bạn có khỏe không? Frank hỏi trước. Bonjour Nicolas. Chào Nicolas. Salut Frank. Chào Frank. Comment vas-tu? Bạn có khỏe không? Như vậy, ở trong trường hợp là dùng ngôi thứ hai số ít hỏi nhau một cách thân mật thì chúng ta dùng bonjour cũng được. Và đôi khi người ta dùng salut để cho nó tự nhiên, cho nó bình dân, cho nó thân mật. Salut là cách chào thân mật với nhau, những người ngang vai ngang vế với nhau. Và chào bonjour thì cũng được, nhưng mà nên chào salut thì nó thân mật hơn. Bonjour Nicolas, salut Franck, comment vas-tu? Franck trả lời, je vais bien, et toi? Khi chúng ta thấy một cái câu mà nó có dấu hỏi này, tức là câu hỏi, thì chúng ta phải lên giọng. Comment vas-tu? Et toi? Khi trả lời thì không có lên giọng. Très bien, khỏe lắm. Tu es toujours étudiant. Étudiant là có âm mũi, étudiant là sinh viên. Toujours thì theo nghĩa đầu tiên là luôn luôn. Nhưng ở đây không mang nghĩa là luôn luôn, mà mang nghĩa là vẫn còn. Bạn vẫn còn là sinh viên phải không? Non, j'ai terminé mes études en juin dernier. Terminé là kết thúc. Tôi đã kết thúc các cái việc học của tôi. J'ai terminé mes études en juin dernier. Juin là tháng 6. Tháng 6 vừa qua. Và khi nói về tháng thì chúng ta dùng en. Nói về năm cũng dùng giới từ en. Tôi đã kết thúc việc học vào tháng 6 năm ngoái. Bây giờ je suis, hiện tại, je suis informaticien. Bây giờ tôi là chuyên gia, chuyên viên về tin học. Et toi, tu es toujours cuisinier. Thế còn bạn, bạn vẫn làm nghề đầu bếp phải không? Cuisinier, chúng ta phát âm S thành Z bởi vì nó đứng giữa hai nguyên âm. Cuisinier, bạn vẫn còn là nhà bếp, làm bếp phải không? Oui, j'ai ouvert un restaurant à Lyon depuis 6 mois dans le centre-ville. Mình đã mở, tức là đã kinh doanh một cái cửa hàng ăn uống, một cái restaurant ở thành phố Lyon từ 6 tháng nay và vị trí là dans le centre-ville, ở trung tâm thành phố. Như vậy là cái cửa hàng này cũng khá quan trọng bởi vì Lyon là một thành phố lớn mà nằm ở trung tâm thành phố thì mở ra thì phải là có một cái trình độ hay là có cái vốn khá lớn, một cái nhà hàng cao cấp. Quel type de cuisine proposes-tu? Động từ proposer có nghĩa là đề xuất, có nghĩa là đề nghị, có thể là đưa ra. Bạn đưa ra, bạn đề xuất cái loại hình nhà bếp gì, nhà bếp kiểu gì. Je propose des spécialités de la région lyonnaise. Mình thì làm các cái đặc sản của vùng Lyon. Lyonnais là tính từ của Lyon và chúng ta có tên của thành phố là Lyon như thế này. Và tính từ của nó là Lyonnais. Tôi xin lỗi, Lyonnais viết như thế. Và nếu là feminine thì Lyonnaise. Ở đây là đi với một danh từ là vùng, vùng Lyon, thì chúng ta dùng tính từ Lyonnaise. Mình đưa ra những cái đặc sản của vùng Lyon. Bây giờ Frank nói, j'aimerais, cái này chúng ta không phát âm ký tự ở giữa. J'aimerais beaucoup venir, mình rất muốn tới, et goûter tes recettes, và thưởng thức các cái món ăn của bạn. Recette là một công thức nấu ăn. Khi chúng ta coi một cái recette thì chúng ta sẽ thấy các cái nguyên vật liệu cần có, rồi các cái bước chuẩn bị, rồi các cái bước nấu nướng. Tức là khi chúng ta coi một cái recette thì chúng ta có thể làm ra được một cái món theo như người ta hướng dẫn. Và ở đây thì hiểu theo nghĩa là mình rất muốn tới để thưởng thức các món ăn của bạn. Thì Nicolas nghe vậy thì je serai ravi de t'accueillir. Être ravi de faire quelque chose. Ravi là sung sướng, hân hoan. Mình rất sung sướng được đón tiếp bạn. Động từ accueillir là đón, đón tiếp bạn. Quand souhaites-tu venir? Bao giờ bạn muốn tới? Động từ souhaiter có nghĩa là chúc, nhưng mà khi nó đi với một động từ nguyên thể thì có nghĩa là muốn. Bao giờ bạn muốn tới? Samedi soir,
thứ bảy, chiều tối thứ bảy, je viendrai dîner avec mon ami, mình sẽ đến ăn tối với cô bạn gái của mình. Và Nicolas hỏi tiếp, elle travaille dans le domaine de l'informatique aussi. Bởi vì Frank nói là mình đã tốt nghiệp rồi bây giờ mình làm trong ngành vi tính, thì bây giờ Nicolas hỏi là có phải là cô ta cũng làm trong ngành vi tính hay không? Frank trả lời là no, không phải. Elle est fleuriste. Fleurist là người đứng bán một cái đứng làm chủ một cái tiệm bán hoa. Fleur là bông hoa, fleurist là người bán hoa. Elle s'appelle Paula, elle est italienne. Cô ta là tên là Paula, cô ta là người Ý. Và Nicolas nói là j'ai hâte de la rencontrer, avoir hâte de faire quelque chose. Hâte là danh từ, avoir hâte de faire quelque chose. Mình rất mong muốn gặp cô ta. À, samedi, hẹn gặp nhau vào thứ bảy. Và bây giờ chúng ta đọc lại cái bài này một lần từ đầu cho đến cuối. Comment vas-tu? Bonjour Nicolas. Salut Franck, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Très bien. Tu es toujours étudiant? Non, j'ai terminé mes études en juin dernier. Je suis informaticien. Et toi? Tu es toujours cuisinier? Oui, j'ai ouvert un restaurant à Lyon depuis 6 mois dans le centre-ville. Quel type de cuisine proposes-tu? Je propose des spécialités de la région lyonnaise. J'aimerais beaucoup venir et goûter tes recettes. Je serais ravi de t'accueillir. Quand souhaites-tu venir? Samedi soir. Je viendrai dîner avec mon ami. Elle travaille dans le domaine de l'informatique aussi. Non, elle est fleuriste. Elle s'appelle Paula. Elle est italienne. J'ai hâte de la rencontrer à samedi. Như vậy chúng ta thấy hai người bạn này nói chuyện với nhau, một người thì mới tốt nghiệp và bây giờ làm chuyên gia về vi tính, còn người kia thì vẫn tiếp tục kinh doanh ngành ăn uống, tức là làm nấu bếp và bây giờ mở một cái nhà hàng, và nhà hàng đấy thì mở ra ở trung tâm thành phố của thành phố Lyon. Và bây giờ chúng ta coi định vị thành phố Lyon ở chỗ nào ở trên bản đồ của nước Pháp. Đây là bản đồ, ở trên này có ghi một số các thành phố lớn của Pháp. Và trước hết chúng ta định vị trí thủ đô Paris ở chỗ này. Và trong bài trước chúng ta đã thấy là cái người bạn mới của trong lớp học đó, là ở Limoges, là đi thẳng từ trên để xuống, xuống về phía nam Limoges. Trong khi Lyon thì đi trích về phía đông, cũng là khoảng cự ly ngang ngang như vậy. Paris đi về Lyon, như vậy khoảng cách này khoảng hơn 400 cây số. Và Paris đi xuống Marseille, thành phố lớn thứ hai, thì là 1.000 cây số. Lyon là thành phố lớn thứ ba, là khoảng hơn 400 cây số. Đó là một thành phố rất là đa dạng về khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Và bây giờ bạn Franck mở một cái nhà hàng ở ngay trung tâm của thành phố Lyon, thành phố lớn thứ ba của nước Pháp, nó nằm ở chỗ này. Sau đây là một số câu hỏi để cho chúng ta hiểu bài rõ hơn. Câu hỏi số 1. Franck E, anh Franck ấy làm nghề gì? Để trả lời câu hỏi số 1 này, chúng ta có 4 đáp án. Cuisinier làm đầu bếp, informaticien là một chuyên gia về vi tính, fleurist là một người bán hoa, étudiant là sinh viên. Thì trong bài chúng ta đã thấy Frank nói là tôi đã hoàn tất việc học của tôi cách đây 6 tháng và bây giờ tôi là informaticien. Bây giờ tôi làm chuyên viên về vi tính. Câu hỏi số 2. Quand Nicolas a-t-il ouvert son restaurant? Nicolas đã mở cửa hàng ăn uống của anh ta từ khi nào? Quand là khi nào? Chúng ta có 4 đáp án. Depuis 6 mois, từ 6 tháng. Depuis samedi, từ hôm thứ bảy. Depuis 6 semaines, từ 6 tuần. Depuis le mois de juin, từ hồi tháng 6. Như vậy chúng ta nói là Nicolas đã mở cửa hàng, vẫn là làm nghề đầu bếp và mở một cửa hàng riêng cho mình từ 6 tháng nay ở trung tâm thành phố Lyon. Câu hỏi số 3, can tip the cuisine propose. Anh ta đề xuất, anh đưa ra cái loại hình nhà món ăn như thế nào? Cuisine đây là nhà bếp, chúng ta dịch là món ăn. Indian của Ấn Độ, Lyonnaise của vùng Lyon, Chinoise của Trung Quốc, Italian là của Ý. Và chúng ta thấy ở trong bài thì
Anh Nicola nói là tôi đưa ra những cái món ăn của vùng Lyonnaise. Câu hỏi số 4. Avec qui Franck souhaite-t-il venir au restaurant? Anh Frank, anh muốn tới ăn nhà hàng này với ai? Ses parents. Bố mẹ anh ta, son frère, anh trai của anh ta, son ami, ami này có ký tự ơ, tức là bạn gái của anh ta, sa sơ, em gái của anh ta. Thì anh ta nói là thứ bảy tới, tôi rất muốn tới để ăn các cái món ăn của bạn, đi cùng với bạn gái của tôi. Như vậy đây là đáp án C, đi với son ami. Câu hỏi số 5. Paula est originaire de quel pays? Chị Paula là bạn gái của Frank, chị là gốc từ nước nào? Originaire là xuất phát từ nước nào? Portugal, Bồ Đào Nha, Italy là Ý, France là Pháp, Espagne, Tây Ban Nha. Thì anh này anh giới thiệu là bạn gái của tôi là tên là Paula, là người Ý, như vậy là cô ta xuất phát từ nước Ý, người gốc Ý. Và câu hỏi cuối, quand Franck et son ami viendront dîner au restaurant? Khi nào Franck cùng với cô bạn gái của mình đến ăn tối ở nhà hàng? En juin, tháng 6 sẽ tới. Dans 6 mois, 6 tháng nữa sẽ tới. Samedi midi, trưa thứ bảy. Samedi soir, tối thứ bảy. Và anh ta nói là tối thứ bảy tôi sẽ tới đây để ăn các món bạn làm cùng với bạn gái của tôi. Đáp án là Samedi soir. Và xin chào tất cả mọi người.